Hồng Hằng từ bỏ vẻ ngoài loi choi, thay đổi phong cách hóa soái tỷ hưu. Thế ngày nào nay đã đá chéo sân, trở thành MC chính của VTV. Tuổi 28 có sự nghiệp lẫn tiền bạc vẫn khiến bố mẹ lo vì mãi chưa lấy chồng. Tham gia một sự kiện nhãn hàng gần đây, nữ YouTuber đình đám hậu hoàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài cực khác lạ. Cô nàng vẫn giữ gương mặt xinh đẹp, tươi tắn, nhưng phong cách gần như đã biến đổi hoàn toàn. Bình thường, người ta thường quen với một hậu hoàng có phần loi choi, nghịch ngợm. Phong cách ăn mặc đời thường của cô nàng cũng rất đơn giản, không quá cầu kỳ chi tiết. Nhưng mới đây, khi lên đồ dự sự kiện, hậu hoàng làm người hâm mộ phải bất ngờ khi diện bộ vest chỉn chu, mang đến vẻ ngoài vừa lịch lãm, lại cực cuốn hút. Lần đầu thử sức với phong cách menswear, hậu hoàng đã khiến ống kính truyền thông phải chú ý đến cô. Trên top, màn thay đổi style của hậu hoàng cũng được khen ngợi hết lời. Phải công nhận là nữ YouTuber xinh thật, trông vừa sang, lại có chút quyền lực của người có sự nghiệp thành công như từ ngôn tình bước ra. Không riêng gì phong cách, hậu hoàng giờ đây còn thay đổi khá nhiều. Cô nàng bước vào tuổi 28 với một công việc mới, đó là trở thành MC chính của chương trình phát sóng trên VTV5. Theo thông tin trước đó cho biết, hậu hoàng sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cố định cho show Trạng Nguyên Nhí. Đây có lẽ sẽ là thử thách, nhưng cũng là cơ hội dành cho hậu hoàng. Trước đó, nữ YouTuber đình đám cũng tiết lộ rằng cô đã tậu một chiếc xe mới trị giá 1,5 tỷ đồng. Mặc dù công việc kiếm được kha khá, nhưng trong suốt 5 năm đi làm, hậu hoàng chưa từng mua đồ hiệu. Nhìn cách cô ăn mặc đơn giản thường ngày cũng đủ thấy, hậu hoàng không quá quan trọng vẻ bóng bẩy bên ngoài. Nổi tiếng với tài chế nhạc cực đỉnh, hậu hoàng của nhiều năm trước đã nhanh chóng trở thành nữ YouTuber đình đám với lượng follow cực khủng. Cô nàng quen mặt với giới trẻ qua các đoạn video hài hước, vừa có cốt truyện, lại vừa có nhạc hay kèm lyric biến tấu hài hước. Sau khi lên hương với loạt video triệu view, hậu hoàng dần tham gia vào các hoạt động của làng giải trí. Cô từng ghi danh trong show Sao Nhập Ngũ, Sàn Đấu Vũ Đạo. Nàng YouTuber cũng tham gia diễn xuất trong một số MV như Hết Yêu Thật Sao, Thanh Xuân Của Tôi Là Bạn và web drama Tiệm Hoa Gì Ghẻ. Chăm chỉ làm việc trong nhiều năm nên đến nay, hậu hoàng vẫn chưa có bất cứ tin đồn hẹn hò nào. Cô nàng cũng làm các bậc phụ huynh phải sốt ruột thay bởi sắp 30 đến nơi rồi mà vẫn chưa chồng con gì. Nhưng với hậu hoàng, hiện tại cô vẫn còn trẻ, vẫn muốn kiếm tiền đi du lịch, trải nghiệm nhiều hơn. Với vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, phong cách mới lạ, ấn tượng cùng sự thay đổi để bản thân thêm hoàn thiện hơn, hậu hoàng trở thành cái tên được nhiều bạn trẻ yêu mến. Trong tương lai, cô nàng chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ hơn cho người hâm mộ.